Quay cái này cho nó sát vào mắt bé nhé. Rồi, quay vào mắt bé này. Mắt cả tay này.
quay được không nhỉ? Quay nào. Đó, cứ đặt đấy xong rồi điều chỉnh cái này là được này. Đấy, thấy không? Tiếp theo này ở tay này. Tay thì ở đây cũng là mắt này. Đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chấm vào từng huyệt thì mình nên gì ạ? Mình sẽ dùng cao ấy, thì nó tác dụng nó được lâu. Đấy. Chấm vào huyệt thì mình dùng cao. Đây là các con mắt. Đây nữa này. Đấy. Rồi, bên này nữa này. Con mắt này. Chấm vào các kẽ này, đây là đồng ứng của mắt. Rồi xong đồng ứng rồi mình có thể làm thêm ở mắt cá chân cũng được. Rồi đồng ứng xong rồi bây giờ đến phản chiếu này. Phản chiếu ở đâu? Phản chiếu ở ngay chính giữa trán này là 103, đây là 175, 421, 422. Đây chính là phản chiếu mắt, có một cái đồng ứng mắt ở đây bên trái ạ, gạch ở đây cả hai bên bên trái chứ, gạch khoảng hai là vài chục tiền đếm. Đấy, nó có cao đấy rồi thì nó sẽ phát huy lâu hơn. Rồi xong rồi mắt ở đây nữa. Mình dùng cao vừa đủ đây, mắt ở đây, đây là đỉnh tai này. Tiếp xúc giữa da dái tai và da mặt, giữa da đỉnh tai và da mặt. 16 nhỉ? Vâng, khu này là 16. Đấy, 16, vùng 16 và vùng 175. Xong đồng ứng phản chiếu, như vậy hết 8 nguyên tắc rồi. Đúng rồi, cứ theo lời được. Bây giờ đến bộ huyệt này. Bộ huyệt ra là tạo. Cứ theo lần lượt cái này. Đấy. 34, đây là 34. Đây mình chọn kỹ thuật là gì? Vừa ấn vừa rung. Ấn xong ấn 1 2 cái xong rung ngón tay. Đấy, rồi. 34 xong. Tiếp theo là số 1 này. Đấy, số 1 này. 34 1. Đấy, rồi tiếp theo. 127 này. Đúng không? 34 này, 1 này, 127 này. Cứ thế rung trong khoảng 30 tiếng đếm, rung đều các ngón tay này. Đó, 127 này. Tức là nó giống như dây nhưng mà mình rung nó mạnh hơn chút. Đó. Rồi tiếp theo, số 6 này. Đó, số 6 này. Đó, số 6. Rồi tiếp theo 267. Chính giữa mắt lên này. Còn ngoài không nhỉ? Đúng rồi. Chính giữa cái lông mày này, con học lớp mấy đây nhỉ? 22, con ngoan thế nhỉ? Đấy, 267. Rồi, tiếp theo 130 này. 130. Đấy, 130. Có hai bên. Tiếp theo 358. Chấm dí cao. 358. Tức là gì? Mình ấn cái này vừa sức chịu đựng của bé thôi, đâu có cần mạnh tay lắm đâu. Đúng nào? Đấy, cháu hoàn toàn chịu được. Bây giờ những cái chỗ mình chấm ấy, thì bây giờ nó sẽ nóng lên. Nó sẽ nóng lên trong vòng 1 tiếng. Nóng lên trong vòng 1 tiếng. Này, con đang quay. Và tiếp theo là số 3. Số 3. Như vậy là xong phát đồ thứ nhất. Phát đồ thứ nhất này, 34 này, số 1 này, 127 này, 6 ở hai bên này. Rồi tiếp theo này là 267 này, 130 này, 358 này, và đây số 3. Phát đồ này cứ những người mà bị cận từ độ khoảng 4 độ xuống thì chỉ cần một phát đồ này thôi là xong. Còn nếu mà cận nặng hơn trên 4 độ ấy, thì mình sang phát đồ thứ hai. Mình có thể cộng cả hai phát đồ với nhau. Rồi, tiếp theo đây là phác đồ thứ hai. Phác đồ thứ hai thì mình dài một mắt, đầu tiên là 62, số 2. Thì cái chỗ đầu mắt đuôi mắt thì mình nhớ là gì ạ, cho nó ít cao thôi, không là cháu nó bị cay mắt, gần như là không có cao. Số 2 là ngay đuôi mắt này.
Và nhớ là cái chỗ xung quanh mắt mình nhớ là ấn cây giò hướng ra xa khỏi tâm mắt để không chọc vào mắt và rung nhẹ hơn các chỗ khác. Em tìm mãi về số 2 không thấy. Hai đây này, đây đuôi mắt này, đây là gì? Khóe mắt ngoài này. Chia đôi ra, đây số 2 đây, rung đều. 24. Dây dễ chịu lắm, 2 chính là 24 đấy. Rồi xong số 2 rồi. Giờ tiếp theo đến số 4. 4 chính là đầu mắt. Chỗ này thì làm nhẹ thôi, không chóng nó đau. Thế nào? Đấy, số 4. 2 rồi này, 4 rồi này. Xong rồi tiếp theo. À, số 8. Số 8 là gì ạ? Bây giờ có thể chấm thêm ít cao rồi. Số 8 chính là điểm lõm nhất này. Điểm lõm nhất của sống mũi này và giữa hai đầu mắt này. Đấy, số 8. Rồi, xong tiếp theo là 20 là ngay cạnh luôn. 20 ngay cạnh. Rồi tiếp theo 12, cũng này sát luôn. Cái cảm dãy. Đấy, cháu này nó cảm thấy hơi hơi đau đây đúng không? Rồi. Rồi tiếp theo này, thằng này là 13. 13 vừa nãy mình bấm rồi, bây giờ mình bấm lại. 13 là đây góc cái mũi kéo ra và giữa lòng đen đi xuống đi. 13. Đấy. Rồi tiếp theo thằng này là 65. Rung. 65 rung rung tay ạ. À. Rung. Rung và hơi ấn, đấy, 65. 65 là ngay đầu số 7. 65. Rồi, tiếp theo là 100 này. Dưới đuôi lông mày. Mình kéo từ đầu lông mày xuống gặp hõm đầu tiên này. Đây, 100. Bé giỏi thật đấy. 100 này, đấy, 100. Rồi, xong. Rồi. 130. 130 vừa nãy mình bấm rồi. 130. Đấy, 130. Rung đều. Mình thấy không ạ? Chỉ là các vừa xung quanh mắt. Rồi tiếp theo 131 chỉ ngay đuôi mắt. 131. Rồi tiếp theo này 267. 267 vừa nãy mình bấm chỉ rồi. Chỉ chít hết cả. Chỉ chít đúng không ạ? 267. Rồi chấm thêm một chút nha. Rồi tiếp theo bây giờ là gì? 34 vừa nãy phát đồ thứ nhất mình đã chấm rồi. 34. Như vậy là gì, chỉ cần đầu mắt và đuôi mắt mình đừng có chấm cao, còn xung quanh mình chấm cháu nó đâu bị cay mắt. Nhiều người cứ chấm vào cái số 224 cuối cùng một cái cây xè nước mắt chảy ra, thế nào nói gì không cho bấm nữa. Rồi bấm nó đau quá nó chạy nó dép luôn. Rồi tiếp theo là anh thì sao, bây giờ thì 358 vừa nãy mình biết rồi. 267. Rồi 267. 267 thì mình check cây giò từ phía dưới lên như nào. Rồi tiếp theo 432 này, thẳng từ chính giữa lòng đen lên và chính giữa trán ra. Đây là 432. 423. Rồi. 423. Rồi xong rồi, bây giờ đến 180. 180 thẳng từ 130 lên và ngang 65. Thẳng từ 130 lên ngang 65. Rồi tiếp theo. Đây là tất cả mấy cái việc. Rồi, có nhiều không? Đây là cận từ trên 4 độ trở lên phát đồ nặng đấy. Đọc lại nha. Đầu tiên này, số 2 này, đôi mắt này. 4 đầu mắt này. 8 chỗ lõm nhất của sống mũi này, giữa hai đầu mắt này. 12 này, ngang đến 20 này. Tiếp theo này, 13 này, ngang đến 61 này. Rồi tiếp theo 65 này. Rồi tiếp theo 100 này. 100 này. 131 này. 130 này. 130 này. Tiếp theo 267 này. Rồi 34 này. Rồi 267. 267 34 rồi. 355. Rồi đến 358 này. 358. 323 này. Rồi 180 này. 180. Rồi. Đây là phác đồ số 2. Rồi tiếp theo mình làm gì nữa nào? À, tiếp theo mình hơ. Mình lấy nhạc cứu cơ, nhạc cứu cơ. Còn ai có đi không? Ở đây. Cho anh đem một chút bật nữa. Chỉ hơi, hơi ấm cho bạn. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của ba ngón tay đây là có con mắt ở đây. Hơi. Đấy, xong hơi nóng quá thì nhấc lên. Thế thôi. Đấy. Mình phải đặt, lưu ý là mình phải đặt cái ngón tay của mình bên cạnh thì mình cảm nhận xem nóng quá thì mình phải rút ra. Đối với một số bệnh nhân mình hơi cho người ta, mình có thể đặt ngón tay bên cạnh. Tại sao? Tại vì những bệnh nhân tiểu đường á, một số bệnh nhân là người ta không cảm giác được nóng, bỏng người ta mới biết. Thế nên mình đặt tay như này để mình chủ động mình rút ra. Rồi, rồi. Và mình giữ tay như này để tay các cháu nó không co và không động vào, đúng không ạ? Mình chơi nóng thì mình phải rút ra. Rồi, tiếp theo này. Ngón tay mình phải tìm. Con giỏi lắm. Chà. Đấy, hết 3 lần xong. Hai tay bên kia. Đây là mắt. Gốc của ba ngón tay. Đấy, di chuyển như vậy. Rồi, nhấc ra. Cho người một tí. Tiếp này. Rồi, tiếp. Nó vẫn theo trình tự 8 nguyên tắc. Rồi đến số 9, số 10 mới thôi. Chẳng qua vừa nãy mình đã lăn, đã gạch ở đây rồi. Thì cái này mình chia ra thôi. Tiếp theo này. Đấy, lần thứ 2. Đó, lần thứ 3 này. Rồi, xong. Xong phản chiếu. Bây giờ mình hơi lại cái thằng mắt đồng ứng một tí. Đây. Cá. Cá tay. Nó nóng nhanh lắm. Đặt tay mình bên cạnh mình cảm giác nó nóng, hay để nó hơi rụt ra là mình phải bỏ ra. Hết 3 lần rồi, xong. Vậy là xong bài hơi. Bây giờ thêm một bài thật cho các mình phản chiếu được một tí nữa. Đây là có một cái phản chiếu mắt ở đây. Đây là mắt này. Gạch đây khoảng vài chục tiền đêm. Ở đây. Mắt ở đây. Tức là vừa nãy mình bấm huyệt là mình đã xong hết 10 nguyên tắc rồi đấy. Đây là mình làm thêm, mình hơ vùng đồng ứng. Sau đó mình gạch trên các vùng phản chiếu. Đây, phản chiếu mắt ở đây. Rồi có một cái vùng phản chiếu mắt ở đằng sau. Sau chỗ này nữa này. Còn vừa này mình xác định có một con mắt ở đây này. Đấy, đây là cột sống này. Đấy, cột sống này. Đấy, cột sống này, thấy không này. Đây, cột sống ở đây, cái bên cạnh này. Cạnh khoảng 1.5 cm thì chỗ này. Sau tay ngón giữa nó đến đâu ấy. Chỗ này là nhảy mắt, thì có một mắt. Chỗ này là lẹo mắt, đúng rồi. Lẹo mắt này. Chỗ này nó là cái đế phong. Đế phong. Đế phong. Bên cạnh của số trong này. Phế du. Dạ. Đây là phế du. Phế du của đế phong ở sau tai. Thực ra nó còn cộng thêm một số huyệt thông minh nữa mà mình không cần. Đây nhá. Bắt tay ngón tay. Ngón giữa chạm đến đâu thì đấy. Đây là cột sống cách ra khoảng 1.5 cm thì ngón giữa chạm đến đâu ấy. Ngón giữa thì mắt ở đấy. Mình gạch cả một vùng thôi, không quan trọng đâu, chính xác thôi, tuyệt đối. Thế là xong. Một ngày làm 3 lần như này. Đây cột sống cách cột sống được. Hay nó chẳng còn đi đâu mà đánh đấy, không cần nhiều máu mà đánh được. Đánh cũng được. Cảm ơn người gái. Còn sau mình dặn các cháu nhà, nếu các cháu đi học ấy, cứ cầm cái này găm xung quanh mắt và cái này găm trực tiếp xung mắt, thế thôi. Này có thể làm nhiều lần nhưng mà mỗi lần chỉ cần chia ra chỗ này rồi, chỗ này khoảng 5-7 vòng sau lại 5-7 vòng sau đó cái này găm trực tiếp. Đấy, mình có thể này, trực tiếp này lặp lại ngày cứ chữa tầm 3-4 lần như này rất nhanh. Và khuyên các cháu là gì, phải không được xem điện thoại, TV, đọc sách báo, mắt phải cho nghỉ ngơi, là chữa trong hè là hiệu quả nhất. Viêm võng mạc cũng là cái này nhưng phác đồ khác thôi thầy nhỉ? Viêm võng mạc tất cả là 8 nguyên tắc giống nhau hết, nó chỉ khác nhau mỗi là gì, bộ huyệt thôi. Bộ huyệt chỉ khác nhau mỗi cái nguyên tắc số 10 thôi. Còn những ai không biết bộ huyệt thì cứ làm như này, võng mắt cũng làm này. Mắt. Thế sao rồi? Để mắt thế này. Nhìn không? Con nhìn lên bảng không có rõ, không đeo kính hướng lên bảng. Nhìn lên bảng, nhìn lên bảng. Chữ này, chữ này, chữ này. Nhìn chữ gì? Con nhìn chữ gì không? Nhìn số, đọc số cho mẹ. Em này em chỉ chỉ số. Con nhìn số đấy không? Em chỉ.
chữ chữ bên cạnh em. Đặt một từ thôi, chữ đầu tiên đây. Trên đỉnh nhất. Đầu tiên này. À, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Chú ơi, bịt mắt phải không? Chú ơi, bịt mắt bên phải. Bây giờ con đứng thẳng xong con bịt mắt. À, rõ con rồi đấy. Hai mắt cũng rõ. Hai mắt cũng rõ đây. Là mắt nào, mắt nào con... Con từ đây bịt mắt bên phải đi. Mắt bên phải đó, để con nhìn đi. À, tốt. Số đi, cho số cho về đi. Cái gì đấy? Con nhìn rõ. Cho mặt đi không nhìn xem. Đấy là, không làm chắc. Em chuyển chữ khác, chữ xấu rồi. Ờ, đúng rồi, tốt. Số bất hạnh. Ờ, rồi. Bấm cho con chỉ cần ngồi trên bàn đầu khỏi cần đeo kính luôn. Cảm ơn thầy ạ. Ở nhà cách xay thế nó không chưa mẹ nha. Mình bấm xong ấy, nó sẽ đọc thêm được mấy hàng luôn. Tức là cái độ. Về tối đây thầy luôn. Về tối đây thầy làm gì vậy? Làm thêm bốc nữa. Bốc bước của thầy á. Cứ gõ diện Trần Việt hoặc Vũ Văn Hội là ra. Cháu bé cận 10 độ, vừa cận vừa loạn vừa viễn. Nếu mà các cháu này bấm càng sớm ấy thì nó càng nhanh. Để nó càng lớn rồi bấm nó càng khó nhá. À, ông Bùi Cơ Châu thì là lão thị rồi, bạn Huỳnh Văn Ngọc ạ. Tuổi già rồi thì không tránh được đâu.